Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục truyện ngắn được phát trên kênh YouTube Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của tác giả Vũ Ngọc Giao, truyện ngắn được mang tên Dốc Sông Trăng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Mưa ngớt hạt rồi tạnh hẳn, đám cỏ lau bên đường ướt sũng nép vào nhau yên lặng. Khuê nhón chân lội qua dũng nước, con đường đất đỏ nhão nhoét bùn, lông trong những ổ gà. Chốc chốc, một chiếc xe máy cũ phành phạch dục qua. Đằng trước, một chiếc xe bò kéo đèn dốc than tổ ong lục cục nhích từng bước. Ông cụ kéo xe thở phì phò, kéo vạt áo lau mồ hôi đang túa ra trên gương mặt đen nhẽm. Ông giẫm bình bịch cho rơi hết bùn đất ở chân. Ông ghé vào quán nước chè bên đường ngồi vấn thuốc, bâng quơ nhìn ra màn trời xám xịt. Khuê dừng lại, tần ngần nhìn về cuối con đường. Cô lấy mảnh giấy trong túi ra xem. Con dốc kia rồi, giờ phải qua hết con dốc này, đến ngã ba cây gòn, cạnh đó có lối rẽ. Tim Khuê bỗng đập thình thịch. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ đứng trước nhà thi. 7 năm rồi còn gì. Hơn 5 năm trước, cô được tin anh cưới vợ. Ngày đó, cô cũng vừa sinh bé cỏ. Đoạn đường hơn 300 cây số trên tàu, xuống ga Khuê đón xe. Chiếc xe cà rịch hết dừng lại bắt khách, rồi banh lốp dọc đường. Cô xuống xe cuốc bộ, đôi chân giờ cứ chực rơi ra. Đã thế lại mưa, mưa lê thê từ lúc cô rẽ xuống đường làng. Nước mắt cô bỗng ứa ra. Mình đang làm gì thế này? Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn xốc ba lô lên bước tiếp. Quán nước bên đường, một bà cụ vận chiếc áo nâu cánh gián đang rót nước chè từ cái ấm đun sôi trên bếp lửa. Cụ nhấn đôi mắt kèm nhèm nhìn ra đon đả. Dậu nghỉ chân uống ly nước cháu ơi! Dân, cảm ơn bà. Khuê dừng lại. Bà cho cháu hỏi. Thế cháu hỏi nhà ai? À, không ạ, cháu hỏi làng Diềm còn đi bao xa nữa. Sắp đến rồi kìa. Không đợi bà cụ trả lời, cụ ông kéo xe thang sốt sáng chỉ tay về cuối con đường, giọng khào khào. Qua con dốc đó, rẽ trái đi vào là làng Diềm. Tôi người làng Diềm đây, mà cô hỏi nhà ai bên ấy? Cháu hỏi nhà người bạn ạ. Khuê lý nhí trả lời, chào ông bà cụ rồi lui ra. Con dốc càng lên cao càng lầy. Khuê mím môi, bấu bàn chân vào đôi giày đã nặng trịch bùn đất. Con đường về chiều heo hút vắng, bụi rậm bên đường dạng ra tiếng cuốc kêu nghe buồn thiêu. Cô nhớ có lần anh bảo cuốc là loài chim cực kỳ chung tình, mất bạn đời chúng sẽ gọi đến chết. Hôm đó trời mưa, cái lạnh đầu mùa rét căm căm. Anh đèo cô trên chiếc xe máy cũ ra ngoại thành, ống pô phành phạch xịt khói dọc đường. Ngày đó, cô còn là sinh viên năm đầu khoa văn, hai đứa tấp vào mái hiên trú mưa. Anh bảo, mọi kỷ niệm của anh đều gắn với mưa. Ngày mẹ anh gặp tai nạn trên đường đón em gái về, hôm đó trời mưa. Ngày bố anh đón một người đàn bà khác về nhà, hôm đó trời cũng mưa. Ngày đầu tiên anh nhìn thấy Khuê ngơ ngác ở sân ga, hôm đó cũng là một ngày mưa. Anh trầm mặc và khép kín. Anh thường kể cho cô nghe về làng Diềm quê anh, nơi đó có những con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo và dốc, những con dốc thoai thoải nối tiếp nhau vào mùa cỏ lau bạc ngàn trắng xóa. Quê anh nghèo, người nhà nông ngoài công việc ruộng vườn chăn đàn gà đàn vịt còn có nghề làm than tổ ong. Năm lên 10, anh đã biết phụ cha đóng than quanh năm suốt tháng. Mặt anh lúc nào cũng đen nhem nhẽm, có hôm đến lớp, mặt vẫn lắm đầy bụi than. Kể đến đoạn này, anh phì cười vì những kỷ niệm ngây ngô ngày đó. Anh kể ngày bố cưới mẹ về làm vợ, mẹ mới 18, quanh năm mẹ giận chiếc áo cánh nâu cho đến khi nó sờn đi mỏng như mạng nhện, mẹ mới mang lót ổ cho đàn chó con. Mẹ tần tảo và hy sinh, nhường hết cho chồng con những miếng ngon trong bữa cơm. Kể đến đó, mắt anh rơm rớm.
Học hết năm thứ ba bên bách khoa, anh bỏ ngang về làng kiếm sống. Bố già yếu, nhìn đàn em nheo nhóc, anh chẳng thể đi tiếp con đường của mình. Ngày chia tay ở sân ga, cô khóc như mưa. Anh kéo cô vào lòng dỗ nhẹ nhẹ, nụ cười điềm đạm ấm áp. Anh thầm thì: mạnh mẽ lên, cô gái của tôi. Ngày cô lấy chồng, anh đến, vẫn là nụ cười đó, anh chúc cô hạnh phúc. Lúc chia tay ra về, anh còn dặn cô có dịp về làng anh một lần, anh sẽ đón. Bao nhiêu năm cô vẫn còn nhớ ánh mắt anh ấm áp yêu thương, sâu thẳm trong cô. Anh luôn tồn tại như một bức tường vững chắc, để mỗi khi mỏi mệt, cô lại tựa vào. Đêm qua chiêm bao, cô thấy mình chết đuối, giật mình thức giấc, cô nằm yên đến sáng. Tỉnh dậy lòng vẫn chênh chao, cô bần thần nhìn ra cửa. Hơn lúc nào hết cô nhớ anh, nhớ đôi mắt nhìn xuống ưu tư, nhớ ổ bánh mì lúc nửa khuya anh dúi qua cửa sổ, nhớ ánh mắt đau đớn buồn ngày chia tay cô ở sân ga. Một cuộc hôn nhân khiến cô luôn thấy mình đứng ở bên bờ vực thẳm. Mỗi sáng bên hiên chải tóc cho con gái nhỏ, cô mượn gương mặt trong trẻo của nó để tựa vào. Cô hít hà mùi tóc thơm thơm, nghe con bi bô kể chuyện giấc chiêm bao đêm qua khiến cô bần thần. Căn nhà trống trải vì dáng bé cỏ, nó về ngoại hai hôm nay. Cô ra hiên, con mèo sơ ri chết từ bao giờ nằm co quắp dưới chiếc ghế may, đôi mắt mở trừng trừng như oan ức điều gì. Cô há hốc miệng đứng nhìn, không thốt lên được lời nào. Mới chiều qua cô còn bế nó trên tay vuốt ve bộ lông mượt mà. Cô lao vào nhà lục tung chồng sách cũ, địa chỉ nhà anh ghi trên mảnh giấy nhỏ kẹp trong cuốn sổ năm xưa. Cầm mảnh giấy, cô vội vàng bỏ quần áo và một ít đồ dùng vào ba lô. Cô phải đi tìm anh, phải đi tìm, không thể khác. Cô thấy mình nghẹt thở trong cái thế giới không thuộc về cô. Cô ra cửa, sực nhớ, quay lại viết vội vào mảnh giấy để trên bàn: em đi, vài hôm nữa em về. Cây bông gòn kia rồi, nó lạc lõng đứng bên đường giữa những đám cỏ lau. Cô ngước nhìn lên, nhiều trái gòn đã khô, nứt lộ ra những cục bông trắng muốt. Anh kể, ngày nhỏ anh thường theo đám bạn trong làng đi hái bông gòn về cho mẹ nhồi ruột gối. Đêm nằm, những hạt bông gòn cứ cộm lên. Bên kia rào dậu, một căn nhà nhỏ quét bên ngoài lớp vôi xanh ngai ngái, nằm lọt thỏm trong khu vườn trồng đầy cúc cải và hương nhu. Một cây ổi sum xuê trái bên cạnh giếng nước, có tiếng kêu quang quát của gà mái mẹ. Một cô bé chừng 5 tuổi chạy đuổi theo đàn gà. Bên luống cải cúc, đàn gà con đang đào bới chim chíp. Khuê dừng lại, cô vừa thấy hình ảnh mình ngày xưa dục qua, cũng bím tóc lúc lắc trên vai, cũng chạy đuổi đàn gà cho mẹ, cũng mảnh giường rộ những bông hoa nhu tím tím. Ngày đó, cô đã biết ra giếng lấy nước, biết hái hương nhu cho mẹ nấu nước gội đầu. Cô bé chạy theo đàn gà, chợt thấy người lạ liền dừng lại lễ phép: cháu chào cô hỏi nhà ai ạ? Vừa nói, cô bé vừa nhìn xuống đôi giày đỏ quạch vì bùn đất của Khuê. Khuê bất ngờ, cô thả dội gấu quần còn xăng qua gối. Cô hỏi nhà chú Thi, ngày trước là... Là bố cháu, nhà bố cháu đây. Cô bé reo lên, chạy về phía cánh cổng đang mở toang. Mời cô vào nhà, lát nữa thôi, bố cháu về ngay. Cô bé nhanh nhẩu chạy ra kéo tay Khuê vào. Khuê ngẩn người đi theo cô bé. Vào đến giữa sân, Khuê lơ ngơ nhìn quanh. Trong giường mùi hương nhu thoang thoảng, những vạt cải cúc vừa bị xéo lên vì đàn gà. Bên trong nhà đầy những vệt vôi tróc loang lổ. Bộ bàn ghế cũ kỹ kê giữa nhà, màu gỗ mốc thích. Cạnh đó, một chiếc giường kê sát tường. Tất cả đều ẩm thấp tối tăm. Nhà anh đây sao? Cuộc sống hiện tại của anh đang bày ra trước mắt cô. Khuê đứng sững, cố nén cảm xúc đầy ứ chực trào ra. Cô bé đến bên Khuê thỏ thẻ. Cô cần rửa chân không ạ? Cháu dắt cô ra giếng,
giếng gần đây thôi. Khuê theo cô bé đến bên cái giếng thấp tè. Cô bé buông gậu, nhìn cánh tay thoăn thoắt. Khuê thầm nghĩ, trẻ con nông thôn thật sớm tự lập. Cô bé đưa gậu nước mát lạnh cho Khuê, vừa rửa chân, Khuê vừa kính đáo ngắm cô bé. Đôi mắt to đen lấy, mái tóc dày tết lại thành bím vắt vẻo trên vai. Khuôn mặt cương nghị và đẹp, dù nhìn ở góc nào, tất cả là của anh. Nó được gắn lên gương mặt non tơ này. Khuê ngồi thụp xuống bên giếng nước, nắm bàn tay cô bé đưa lên má ấp thật lâu. Cháu ở nhà một mình thôi sao? Không ạ, có mẹ cháu nữa, mẹ đang ở trong kia. Cô bé liếng thoáng, để cháu vào gọi mẹ. Nói rồi, cô bé hất bím tóc ra sau vội vã chạy vào nhà. Nước giếng mát rượi, những ngọn gió quê trong lành khiến Khuê tỉnh táo hẳn. Cô ngước nhìn lên cây ổi sum xuê trái, mùi ổi chín thơm nước. Có lẽ là cây ổi Thi thường kể cô nghe. Ngày còn nhỏ, anh thường trèo lên hái, bọc vào vạt áo, rồi ra sâu hè ngồi ăn cho đỡ đói, vì cơm nhường hết các em. Có lần cha biết được, cha ôm Thi vào lòng rồi khóc. Có tiếng dép và tiếng ho khe khẽ, Khuê quay lại. Trước mắt cô là một thiếu phụ còn khá trẻ, mái tóc đen dài ống ả, phủ xuống gương mặt trái xoan trắng xanh. Mẹ cháu đây! Cô bé giới thiệu. Người thiếu phụ tròn mắt nhìn Khuê, Khuê cũng nhìn sững vào đôi mắt ấy. Nó đẹp đến nao lòng. Và cái miệng đang mấp máy kia, như muốn nói điều gì. Thiếu phụ khẽ gật đầu chào Khuê, miệng cười duyên dáng. Chào cô! Khuê gật đầu. Mẹ cháu không biết nói cô ạ. Cô bé hồn nhiên, nhưng mẹ cháu có thể nghe. Khuê bất ngờ khi nghe câu cô bé vừa thốt ra. Thiếu phụ lại gật đầu nhìn Khuê mỉm cười, như xác nhận lời con gái, rồi cúi đầu ra hiệu mời Khuê vào nhà. Vào bên trong, Khuê ngồi yên như phỏng, bao nhiêu dự định bay đâu mất cả. Trước mắt cô, cuộc sống của Thi đang bày biện ra. Một căn nhà nhỏ, một mảnh giường, một cô gái nhỏ và một người vợ câm. Khuê nhìn quanh căn nhà đơn sơ, ngơ ngẩn đón ly nước vối vàng ống, vừa được rót ra từ cái ấm cấu đen. Xoay xoay chiếc ly trong tay hồi lâu, Khuê vẫn chưa biết bắt đầu bằng chuyện gì. Ngoài giường, mùi hương nhu tím sẫm lại trong chiều muộn. Gà mẹ lục tục dắt đàn con về chuồng. Người thiếu phụ nhìn Khuê thân thiện, cô đưa tay ra hiệu, cô bé ngồi bên phiên dịch cho mẹ. Mẹ cháu bảo, cô ở lại đây ăn cơm, để mẹ cháu ra giường, bắt con gà vào làm thịt. Đừng! Khuê xua tay, đừng để mẹ nấu nướng gì cho vất vả. Ơi cô đừng lo! Cô bé cười. Bố cháu chăm mẹ lắm, cứ đi làm về là bố cháu dành hết việc nhà, không cho mẹ làm gì. Khuê lại nhìn lên cây ổi bên giếng nước bâng quơ, nhưng lòng cô lại trào lên những cảm xúc đan xen khó tả, nửa mừng vui, nửa dỗi hờn. Người thiếu phụ ngồi yên nhìn Khuê và con gái chuyện trò. Sau mỗi câu nói của con, cô lại gật gật đầu, mỉm cười dịu dàng. Khuê kính đáo nhìn người thiếu phụ. Trong căn nhà tối tăm, gương mặt nhu mì của cô vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng lên trong sóng mát. Mình đang làm gì vậy? Khuê giật mình. Thiếu phụ bỗng quay sang Khuê. Cô dừng lại hơi lâu trên đôi mắt Khuê. Trong một thoáng linh cảm của hai người đàn bà cùng gặp nhau, Khuê uống một ngụm nước rồi tìm cớ đứng lên. Có lẽ tôi phải về, muộn rồi. Tôi ghé thăm người bà con gần đây rồi còn trở ra cho kịp chuyến tàu đêm. Người thiếu phụ ra hiệu cho con gái nói hộ. Bố cháu cũng sắp về rồi. Cô bé ngước nhìn Khuê bằng đôi mắt trong veo. Thôi, cô phải về cho kịp tàu. Khuê xốc ba lô lên lưng, cúi xuống xoa đầu cô bé. Cô đi nhé. Cô bé khẽ vâng, rồi nép vào mẹ đưa Khuê ra ngõ. Thank you.
Thiếu phụ chậm chạp mở cánh cổng, ấn vào tay Khuê bịch ổi hái từ bao giờ. Khuê đọc được trong đôi mắt mấp máy kia: em gửi cho cháu ở nhà. Khuê quay lại nhìn căn nhà lần nữa. Nơi này, người cô từng yêu đang sống. Cuộc sống nghèo nàn nhưng hạnh phúc và bình yên. Người thiếu phụ và cô bé con xinh xắn kia là hạnh phúc của người bao năm qua. Cô âm thầm mượn hình bóng để tựa vào khi mỏi mệt. Từ trái bếp, làn khói mỏng nhẹ bay lên. Hai mẹ con chuẩn bị bữa cơm chiều. Cô chợt thấy làn khói như linh hồn bay đến bên cô thì thầm: về đi, hãy để họ được yên. Ra đến ngã ba đường, cô ngoái lại một lần nữa. Căn nhà nhỏ của anh trong buổi hoàng hôn nằm lặng lẽ như một dấu chấm của cuộc đời. Trên con dốc đổ xuống, một chiếc xe máy dập dềnh như đang trôi chậm chậm. Cô căng mắt nhìn, chiếc xe chạy đến cây gòn rẽ vào. Cô nếp sát vào bụi cỏ lau, run rẩy như vừa trót làm điều tội lỗi. Tiếng xe máy dừng lại bên hàng chậu, tiếng cót két của cánh cổng tre, tiếng cô bé reo lên, cánh cửa gỗ mở ra rồi khép lại. Có lẽ giờ này, bên trong nhà đang ríu rít bữa cơm chiều. Cô quay đi, lê bước trên con dốc lầy lội, con dốc ngày xưa anh thường kể cô nghe. Vào mùa trăng, bọn anh thức thật khuya để thả diều. Thích nhất những đêm trăng, con dốc nhuộm màu bàng bạc uốn lượn như một dòng sông. Đêm bắt đầu buông, từ đỉnh dốc nhìn xuống, cô thấy một dòng sông đang trôi. Dòng sông nhỏ sóng sánh ánh trăng. Bên tai cô như có tiếng anh thầm thì: nào, mạnh mẽ lên, cô gái của tôi. Cô bước nhanh hơn, hình ảnh bé cỏ với đôi mắt luôn mở to ngơ ngác. Có lẽ giờ này nó đang ngóng ra cửa đợi mẹ. Cô mỉm cười thầm thì: đợi mẹ nhé, mẹ sắp về đây. Sau lưng cô, dòng sông trăng vẫn trôi mênh mang, mênh mang. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Khôi nhé. Còn nếu có điều gì thiếu sót, các bạn hãy để lại góp ý. Khôi sẽ cố gắng khắc phục trong những truyện ngắn tiếp theo. Khôi xin cảm ơn.